Bữa nay có ốc bươu nữa nè. Bươu này. Đi bên cái park line. Đi tới cái park line trước đó là cái này. Cua bữa nay nhỏ, cua này bữa nay 8 đồng mấy một bao. Đúng giờ rồi, đúng giờ mà đúng bên kia kìa. Mình nó bớt cay mắt hơn nha. Mình chặt gan gì này chút nữa mình xào nó thấm ở trong hơn. Mình vậy đó, mình quay cái xa là mình chặt nhẹ nhẹ vậy thôi. Bột ngọt kìa. Mình xào mình bỏ vô cho nó ngon. Cái này là đường. Obeys cái này ăn với đồ biển là hết sảy. Phải bấm lại cái nữa. Ok. Đồ biển là phải có gừng với có sả nữa mới thơm. Nhiều gừng đây được à? Thơm á. Đang ra ngoài chuẩn bị sao?
nha ông con. Ngon không? Chấm cái này trộn hùi. Hai cá luôn. Wow. Tắt nó vậy để bao tay chưa xong, nó đã ăn gần hết rồi. Nhâm. Thích cái này nhất nè. Nào. Hôm nay nó có nước dừa, có khoai, có bắp. Béo. Nước dừa. Với hành. Bắp được cũng thấm lắm nè, thử cái bắp không? Thank you. Why are you so close to the food? You're in like her way. Ôi, quấn cả mập luôn á. Quấn luôn. Đúng rồi. Đâu? Hôm nay nó dành nữa kìa. Trời ơi, nó ăn gian quá vậy. Ừ, nó ăn được rồi đó. Đây nè, đây nè. Trời ơi, nghe nó ngon lắm. Bia nó phải ngon. Hey, stop looking at her food. Look, yours right here. Nó ngậm được. Nghe nó ngậm luôn á. Không dám luôn rồi kìa. Nó dám luôn á. Quá rồi, quá rồi. Quánh em rồi. Ôi, nó đẹp đặc biệt luôn, nó nén luôn. Trời ơi. Giờ nó ăn béo luôn. Nó cỡ không? Sao cái nó ra ghê quá vậy? Hên vậy?